Rồi mình chào mọi người nha. Thì hiện tại mình đang ở trong một cái đám chanh không hạt nha mọi người. Đây mình quay cho mọi người cùng xem ha, tham quan nha mọi người. Đây. Thì đám chanh này trồng được 1 năm rồi nha mọi người. Có trái rồi nhưng mà không có sử dụng, toàn là lặt bỏ hết. Đây, bên đây là hơi cỏ. Ở đây chỉ có con sào máy đất nha mọi người mà trồng được 200 cây á, là mỗi cây cách nhau là khoảng là 4 mét. Mình mua mỗi nếu mà mua cây giống thì nó là 18.000 cây nha mọi người, nếu mà mua ở trại á. Còn hiện tại ở nhà mình á là mình hồi trước á là mình mua 200 cây. Nhưng mà bây giờ thì chanh nó đã bự khoảng 1 năm, vậy là mình tự bầu luôn nha mọi người. Bầu rồi mình trồng, mình nhân giống ra luôn. Đây, quay cho mọi người cùng xem mọi người. Đây thì mình trồng theo luống nha. Ví dụ như một luống vậy á, là sẽ cách một cái mương để chúng ta giữ nước. Đấy, mọi người thấy không? Cái này trồng được 1 năm mọi người. Này, ở đây mình bầu nè mọi người. Đây, mọi người xem. Thấy mình bầu nhà luôn. Nhưng mà như mấy cái chanh như vậy thì lặt bỏ hết, tại vì nó mới 1 năm à. Để suy cây. Mọi người. Còn phân bón thì chúng ta sử dụng 20 15 nha mọi người. Chứ DB gì đó. Đấy, người ta ủ thêm mấy cái rơm rạ vậy, tới vụ mùa ủ thêm. Thì cái này thì khoảng một tầm 1 năm nữa là chúng ta có thể để trái được nha mọi người. Đấy. Còn mấy nào mà nó que que như thế này này, chúng ta có thể bầu. Bầu, chúng ta bầu, chúng ta nhân nhân giống lại được. Đấy. Cứ 4 mét một cây nha mọi người. Hiện nay mình quay cho các bạn tham quan á. Đây là vườn chanh của nhà mình. Bạn thấy không? Đất này thì không không có làm ruộng được. Tại vì nó gò nhiều quá, thành ra phải trồng đồ thôi mọi người. Đấy. Đây chanh nữa nè. Thì nó ra trái thì mình cứ lạc dục mọi người ơi, nó ra chùm chùm luôn á. Đây. Dục mọi người. Đây nữa nè. Có 1 năm là nó đã có trái rồi. Chanh này thì mình lấy nước uống cũng được, dục. Đấy, mọi người xem ha. 4 mét một cây nha mọi người. Trồng như kiểu như trồng bưởi vậy. Từng luống hết. Em quay mình đang đi, nó quay cái điện thoại nó cũng hơi ấy xíu. Qua đây quay cho mọi người xem ha. Người thấy không? Chanh này là chanh để xuất khẩu nha mọi người. Thì trồng chanh này thì trái nó chùm chùm nhưng nó cũng ngon lắm. Nhà mình hiện tại trồng 2 loại chanh. Chanh giấy với chanh không hạt. Chanh giấy thì trồng ít rồi để dành bán chợ thôi. Chanh này để xuất khẩu. Chanh giấy thì mình đã lấy trái rồi. Để mình quay cái đoạn mà mình trồng mấy cây mà mình chiết ra nha mọi người. Đây, quay thấy không, nó vườn chanh đó của mình đó, thấy rõ không? Mấy năm thôi mọi người. Người nhà trồng nuôi bò gì đó, cỏ đen đang xen lên. Đây nè. Đó, cứ góc góc mình xen canh nữa. Rồi mình kết thúc video tại đây nha mọi người. Nhớ đăng ký kênh cho mình nha, để mình có động lực mình quay tiếp những cái mô hình mà trồng chanh khác cho mọi người cùng xem. Rồi.